Xin chào thầy, hôm nay em sẽ làm bài tập 2 và tập 3 về mặt mô phỏng và viết chương trình điều khiển 2 lớp 7 đoạn đem xuống từ 12 đến 00, sau đó chấp tắt dấu dấu trừ 3 lần và đếm nhân lên từ 00 đến 12 và lặp lại. Sau đây là phần viết code của nó. Khai báo là thư viện 16F887H. Khai báo các mô hình của con viết là xuân clock. Khai báo ba bảy đoạn gồm 10 số là từ số 0 cho tới số 9, và khai báo hai biến, khai báo các biến y và z. Chương trình chính gồm là quay chu, sẽ chích bột C và D. Nó định ban đầu sẽ là 0x00. Nó ban đầu thì y sẽ bằng 12. Nếu mà y lớn hơn trừ 1 thì y sẽ giảm và xuất ra bột D và bột C. Cái này chia cho 10, chia bằng dư, chia 10. Thời gian delay là 50 giây. Tương tự vậy đối với Z. Để ban đầu C bằng 0, nếu mà C bé hơn 4 thì C sẽ tăng. Thời gian delay 20 giây. Thời gian delay này là thời gian delay của hai dấu gạch. Và có một lần mặt khác nữa, là nếu mà Y bằng 0, y bé hơn 13 thì y sẽ tăng và xuất ra. Giờ delay nó 50 giây. Và c bằng 0, c bé hơn 4 thì y sẽ tăng và xuất ra. Đây là phần vô tất. Định lúc đầu sẽ bằng 12, tiếp xuống. Tiếp xuống tới 00 sẽ đèn sẽ chớp nháy 3 lần liên tục. Sau đó đếm lên từ 00 đến tới 12. Sau đó sẽ thực hiện cái vòng lặp lại là mặt cầu thất quen. Em xin hết ạ.